Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hướng dẫn liều lượng sử dụng hiệu quả sản phẩm Alias 800WG của công ty Bayer Robsen nhé. Hãy nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé quý vị. Sản phẩm Alias 800WG của công ty Bayer có một cái câu slogan là ngừa hay diệt tốt, cháy lá vi khuẩn. Thì đây là một cái loại thuốc trừ bệnh trên cây trồng. Và nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt, đó là đặc trị cháy lá vi khuẩn. Đây là cái loại thuốc duy nhất lưu dẫn hai chiều trong cái thuốc phòng trừ vi khuẩn. Phun một lần trước khi bệnh xuất hiện và nó kích thích cho cây trồng chúng ta tiết cái kháng thể tiêu diệt được cái vi khuẩn trong cái điều kiện môi trường xâm nhập sau khi chúng ta phun thuốc. Và cái sản phẩm Alias nó có cái hoạt chất là cái forcetin aluminium 800g trên 1 kg. Chất phụ gia của nó là 200g trên 1 kg và quy cách gói là gói 100g. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái hoạt chất của Alias nhé. Cái hoạt chất forcetin aluminium này là cái hoạt chất nội hấp lưu dẫn được sử dụng phổ biến để phòng trừ nấm bệnh. Nó chủ yếu được sử dụng để phòng trừ bệnh thối rễ và trái trên cái cây trồng. Ngoài ra nó còn được sử dụng để xử lý đất, nhưng đa số là được sử dụng trực tiếp trên lá là chính. Cái hoạt chất này thì nó được hấp thu nhanh qua lá hoặc là rễ cây và nó di chuyển khắp toàn bộ cây. Nó được sử dụng nhiều nhất trong nông nghiệp để bảo vệ cây trồng và trái cây khỏi các cái tác nhân của nấm bệnh cũng như là vi khuẩn. Cái hoạt chất forcetin aluminium này thì nó hoạt động bằng cách là giúp cho cây trồng hấp thụ một cách có hệ thống để ngăn chặn sự nảy mầm của bào tử nấm và không cho mầm bệnh xâm nhập vào cây trồng. Ngoài ra, hoạt chất này nó còn giúp tăng cái cường, cái hệ thống bảo vệ tự nhiên của cây trồng, chống lại cái nấm bệnh. Vì thế một phần nào đó cái forcetin aluminium này cũng hạn chế được vi khuẩn tấn công. Tức là khi chúng ta phun cái sản phẩm mà nó có cái hoạt chất forcetin aluminium này lên trên cây trồng thì nó sẽ giúp cho cây trồng khỏe khoắn hơn, kích kháng lại, phòng chống những cái bào tử nấm, những cái loại vi khuẩn bên ngoài tấn công vào bên trong cây, nên là nó giúp hạn chế rất là tốt cái vi khuẩn cũng như là nấm bệnh trên cây trồng của mình. Về cái tiếp theo đó là cái forcetin aluminium này là một cái lựa chọn tốt để kiểm soát cái nấm bệnh vì nó có thể phòng trị hiệu quả cái bệnh cháy lá do cái nấm Pythium và cái bệnh thối rễ do cái Lithium, bệnh vàng lá và nhiều cái bệnh khác. Hoạt chất này nó cũng có khả năng tự bảo vệ từ ngọn đến gốc của cây trồng và nó một lần phun thì có thể bảo vệ cây khỏi cái bệnh từ 30 ngày. Như vậy là chúng ta lưu ý đối với cái sản phẩm thuộc cái Alias này, khi mà chúng ta phun lên trên cây trồng thì nó giúp cho cây trồng kích kháng và bảo vệ được cây trồng được khoảng 30 ngày sau khi phun. Đây là cái hoạt chất mà nó được sử dụng pha với nước ở nồng độ 0.2% và phun ướt đều lên cây thì nó với liều lượng là 0.8 đến 1.2 kg trên 1 hecta. Và khi sử dụng, chúng ta có thể pha chung với các cái loại thuốc bảo vệ thực vật khác để nâng cao cái hiệu quả kết hợp với lại cái măng cô dép. Như vậy thì qua đây chúng ta thấy rằng đối với lại cái Alias 800WG là một cái loại thuốc rất là dễ chịu, nó có thể pha chung với các loại hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật khác. Và chúng ta nên cộng với cái nhóm măng cô dép để tăng cái hiệu quả bảo vệ cho cây trồng được tốt hơn. Tại vì cái nhóm măng cô dép là một cái nhóm cố định, nó tiếp xúc ở đâu nó trị ở đó và nó không có lưu dẫn. Nhưng mà cái Alias là nó lưu dẫn, nên là Alias nó sẽ trừ bệnh bên trong và còn cái măng cô dép nó phòng bệnh bên ngoài thì rất là hiệu quả. Về cái phổ phòng trị của cái nhóm forcetin aluminium thì chúng ta cũng lưu ý một số cái bệnh trên cái cây mà cái hoạt chất forcetin aluminium có thể phòng trị được như sau. Thứ nhất là cái bệnh sương mai, phấn trắng trên cây rau, cây dưa, cây hành, cây tỏi. Thứ hai đó là bệnh thối nhũng, thuốc lá trên cây dứa. Và thứ ba là bệnh nứt thân xì mủ trên cam, quýt, bưởi, sầu riêng. Bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu, cũng như là cái bệnh loét sọc mặt cạo ở trên cây cao su. Và bệnh thối quả trên cây nhãn. Bệnh thối lá, thối rễ trên cây hoa cảnh. Đây là một số cái bệnh hại mà cái sản phẩm forcetin aluminium có thể phòng trị được. Tuy nhiên, đối với cái sản phẩm Alias của công ty Bayer thì chúng ta xem là ở Việt Nam đăng ký được trên những sản phẩm nào, những phòng trị những loại bệnh nào. Về cái hướng dẫn sử dụng đối với cái sản phẩm Alias 800WG của công ty Bayer thì đối với cây trồng thì có thể trừ được bệnh trên lúa, đối với bệnh cháy lá vi khuẩn. Đối với cây tiêu thì trừ được cái bệnh chết nhanh, bệnh thối gốc. Cái dưa hấu và khoai tây thì nó trừ được bệnh sương mai, sầu riêng và ca cao thì nó trừ được thối trái và xì mủ. Với cái liều lượng sử dụng từng loại cây trồng nó khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chi tiết về cái liều lượng sử dụng trên từng loại cây trồng nhé.
Đối với cây lúa thì cái bệnh trái bìa lá nó gây hại từ khi mà cây lúa bắt đầu cúi đẻ nhánh cho tới làm đồng và đến giai đoạn trổ, thì đây là biểu hiện của giai đoạn sau trổ. Và khi mà cái bệnh trái bìa lá nó xuất hiện thì trên cái mặt lá nó sẽ có những cái giọt vi khuẩn như thế này, và buổi sáng chúng ta thấy nó nhỏ như những giọt sương. Và đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn rộng bên ngoài thì cái cây nó bị bệnh nhiều, thì cây lúa chúng ta thấy cái đồng ruộng của mình là bị trái bìa lá trên chóp lá rất là nhiều như thế này. Như vậy thì cái Aliex có thể phòng trừ được những cái bệnh này như thế nào, liều lượng sử dụng là bao nhiêu và chúng ta phải phun khi nào? Thứ nhất là cái liều lượng sử dụng là đối với lại cái bệnh trái lá vi khuẩn ở trên cây lúa, thì liều lượng là sử dụng là 1 kg trên 1 hecta, hay là chúng ta pha 50 g trên bình 6 lít, chúng ta phun một công 1.000 m² là 2 bình, hay là hiện nay chúng ta có thể phun 100 g trên một công. Đối với sử dụng bình phun bằng máy bay, phun bình tay, bình máy đều đạt được hiệu quả rất là cao. Và cái lợi ích mang lại khi chúng ta sử dụng trên cây lúa đối với sản phẩm Aliex, thứ nhất đó là nó đặc trị trái lá vi khuẩn, góp phần cho cái vụ mùa bội thu, lá đồng nó xanh, trổ bông khỏe, và thuốc lưu dẫn 2 chiều, nó phun một lần trước khi bệnh xuất hiện thì nó bảo vệ được cây lúa chúng ta được khoảng 30 ngày và kích thích lúa tiết kháng thể, tiêu diệt được cái vi khuẩn rất là tốt. Và cánh đồng của lúa sạch bệnh, xanh khỏe và giúp cho chúng ta có được cái hạt lúa nó nặng và năng suất nó cao. Lưu ý như vậy thì đối với cái Aliex này, chúng ta phun trên cây trồng là chúng ta phải phun trước khi bệnh nó xuất hiện ha. Và cái giải pháp để chúng ta phun ở giai đoạn cử làm đồng khoảng 40 đến 50 ngày thì cái liều lượng của Aliex là 1 kg trên 1 hecta. Bên cạnh đó chúng ta cũng nên cộng với cái Antracon với liều là 1,5 kg trên 1 hecta, và cái Nativo với cái liều là 20 gói loại 6 g trên 1 hecta. Với ba sản phẩm này chúng ta cộng lại thì chúng ta phun lên trên cây trồng, giúp cho cây trồng sạch bệnh, đạo ôn, đốm vàng, vàng lá và phòng ngừa cái bệnh lem lép hạt giai đoạn đó xuất hiện trên cái nấm xuất hiện. Và đặc biệt là cái vi khuẩn được kích kháng tốt, thì khi cây lúa nó làm đồng nó sẽ khỏe, nó tập trung năng lượng nuôi đồng tốt, và giai đoạn trổ ra thì nó sẽ trổ thoát và sạch bệnh, thì giúp cho chúng ta có được cái năng suất tốt hơn. Và đặc biệt là trên cây tiêu thì cái bệnh thối rễ chết nhanh trên tiêu nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Và chúng ta cũng biết là cái sản phẩm Aliex là sản phẩm có thể phòng trừ được như tốt cái nhóm bệnh này. Chúng ta lưu ý sử dụng với cái liều là 40 g trên một bình 16 lít, và phun lưu ý là trong mùa mưa thì chúng ta phun một lần trên một tháng. Như vậy thì giải pháp kết hợp để phun phòng trị trên tiêu tốt nhất hiện nay chúng ta có thể tưới gốc, đó là cái Aliex và cái Antracon với cái liều là 600 đến 800 g Antracon cộng với lại Aliex là 500 đến 600 g trên một phi 200 lít. Chúng ta phun ướt đều tán cây hoặc là chúng ta tưới vào gốc của cây tiêu cũng đạt được hiệu quả phòng trừ cái bệnh thối rễ chết nhanh rất là tốt. Và chúng ta có thể luân phiên cái Aliex với lại cái Nativo thay cho Antracon, thì hai cái này chúng ta có thể luân phiên là chúng ta cộng cái Aliex là 500 đến 600 g cộng với lại cái Nativo là 10 gói 6 g trên một phi 200 lít để chúng ta phun ướt đều tán cây cũng như tưới vào gốc để giúp cho chúng ta quản lý tốt được cái bệnh thối rễ chết nhanh. Và chúng ta lưu ý là phải luân phiên giữa cái Nativo và Antracon để quản lý hiệu quả. Bên cạnh đó thì trên cái cây khoai tây cũng như là cây dưa hấu thì chúng ta thấy là cái bệnh sương mai nó xuất hiện và gây hại rất là nhiều trên những cái cây này. Thì đối với sản phẩm Aliex với cái liều lượng sử dụng là từ 1 kg trên 1 hecta, tức là khoảng 40 g trên bình 16 lít, và một công 1.000 m² chúng ta phun 3 bình, thì nó vẫn quản lý tốt được cái bệnh sương mai trên cây dưa hấu cũng như là cây khoai tây rất là tốt. Đặc biệt là ở vùng Đà Lạt, Lâm Đồng hay là một số cái vùng mà có trồng cái cây cà chua đó, thì cái bệnh sương mai này cũng gây hại rất là nặng, và bà con chúng ta vẫn có thể sử dụng cái Aliex này để giúp cho cây trồng nó kích kháng. Tuy nhiên, giải pháp kết hợp để phòng trị sương mai hiệu quả thì chúng ta cần phải lưu ý là cái Aliex liều 1 kg trên 1 hecta chúng ta cộng với là cái Antracon liều 1,5 trên kg trên 1 hecta thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn cho lần phun đầu tiên. Và sau đó chúng ta cũng nên luân phiên cộng cái Aliex liều 1 kg trên 1 hecta với lại cái Antracon, xin lỗi, đó là cái Nativo liều là 12 gói 6 g trên 1 hecta để giúp cho chúng ta quản lý cây trồng tốt hơn trên cái bệnh sương mai. Và đối với cây sầu riêng và cây cacao thì cái bệnh thứ nhất là nứt thân xì mủ, thứ hai là cái bệnh thối trái, nó gây hại rất là thường xuyên trên những cái cây trồng này. Và những cây trồng này mà nó bệnh thức nứt thân xì mủ thì nó sẽ làm cho chúng ta có cái thời gian thu hoạch cây trái nó ngắn hơn, tại vì cái cây này nứt thân xì mủ thì tuổi thọ nó giảm lại, nên là chúng ta cần phải quản lý thật là tốt. Thì sản phẩm Aliex cũng là một cái giải pháp để giúp chúng ta quản lý tốt với cái điều kiện là phun 32 g trên một bình 16 lít, tức là 2 g trên 1 lít nước để chúng ta pha và chúng ta phun ướt đều cây trồng sẽ đạt được hiệu quả. Và chúng ta lưu ý là phun khi bệnh vừa chớm xuất hiện.
Thì cái giải pháp kết hợp để phòng trị bệnh thối trái xì mủ ở trên cái cây sầu riêng cũng như là cây cacao, một số cây trồng khác, thì chúng ta lưu ý là nên cộng cái Antracon với cái liều là 600 đến 800 gram cộng với 400 gram Aleate trên một phi 200 lít và chúng ta phun ướt đều theo tán cây. Và sau đó chúng ta luân phiên lần phun thứ hai là cái sản phẩm Aleate cộng với lại cái Nativo với cái liều là 12 gói 6 gram trên một phi 200 lít để giúp cho chúng ta quản lý tốt trên những cái cây trồng này. Về cái lợi ích mang lại khi sử dụng trên cây rau màu cũng như là cây ăn trái thì nó đều đầu tiên nhất để sử dụng cái Aleate cộng với Nativo và Antracon thì nó giúp cho thuốc trừ bệnh thế hệ mới nên là quản lý rất là tốt cây trồng của chúng ta. Cái thứ hai là nó nội hấp lưu dẫn hai chiều kích kháng cây trồng chống bệnh. Cái thứ ba là đặc trị cái bệnh xương mai, xì mủ cũng như là thối trái. Cái thứ tư là giúp cho nông sản sạch bệnh, sáng đẹp. Và cái nữa là giữ cái màu sắc hoa trái tươi được lâu hơn và hiệu quả ổn định khi sử dụng trong mùa mưa và hiệu lực kéo dài 30 ngày sau khi phun. Đây là cái điều mà tối ưu ở cái sản phẩm Aliet. Ngoài cái việc lưu dẫn hai chiều, nó còn hiệu lực kéo dài 30 ngày sau phun, kích kháng cho cây trồng phát triển khỏe hơn, bảo vệ từ lá già đến lá non. Đó là cái lợi ích mà khi chúng ta sử dụng. Và được cái sự tín nhiệm của nhà nông ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và ở Việt Nam chúng ta nói chung, thì cái sản phẩm Aliet còn được nhà vườn sử dụng trên nhiều loại cây trồng khác, ví dụ như là cây chanh, cây xoài, cây nhãn, bưởi, vải, mãng cầu, mai vàng, vân vân. Đó là những cái cây lâu năm mà bà con dùng để kích kháng trừ cái vi khuẩn cũng như giúp cho cây phát triển khỏe. Bên cạnh đó thì đối với những cái cây rau màu như là cây hẹ, cây kiệu, cây rau mùi, cây cải, ớt, cà chua vân vân cũng được bà con mình sử dụng để phòng trừ những cái bệnh như là xương mai, mọc xương. Và trên cái cây trồng đặc biệt là cái cây hoa lan, hoa huệ, vạn thọ và măng tây, đây là những cái người mà sử dụng chăm sóc cho những cái cây hoa lan, hoa huệ, vạn thọ, măng tây của mình không thể nào thiếu sản phẩm Aliet trong vườn của mình. Nên là nó cũng là một cái điều rất là đáng vinh dự cho sản phẩm Aliet. Và ngoài những cái cây trồng này thì bà con chúng ta còn sử dụng rất là nhiều cây trồng khác. Chúng tôi cũng nhờ bà con bổ sung thêm để có một cái phổ tác động phòng trừ tốt nhất để cho tất cả các nhà vườn chúng ta có cái kinh nghiệm chia sẻ với nhau. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ về sản phẩm Aliet 800WG của công ty Bayer. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.